Trong mỗi một khu rừng đều có một con bỉm bịp đầu đàn, con này cực kỳ khôn và hung dữ, đã rất nhiều cao thủ tới đây nhưng đều phải thất bại quay về. Tại sao? Tại vì đã là con chim đầu đàn thì nó chỉ thường thường nó chỉ có đá thôi chứ không gần như không bao giờ nó ăn mồi cóc nhái cả. Con này rất khôn, nó cứ chạy lòng vòng quanh đồng bắt đầu nó mổ. Nhưng mà nó này nó mổ rất là lâu nhưng không bao giờ nó nhảy lên trên cầu tử. Thế nên là những cái con chim mồi ở bên trong của chúng ta nó bị đánh nhiều quá, nó hoảng các bác nhá. Thế nên là nó bể. Hôm nay mình sẽ mang cái đục hai mặt đời mới, một mặt cao, một mặt thấp mà đi để thu phục nó xem nó có thoát được không. Mình sẽ dùng file thách đấu cộng với chim bổi để chơi tay đôi với nó. Cái mặt thấp này mình có treo thêm mồi cóc nhái và đánh lúc tầm 6 giờ sáng khi chim nó mới thức dậy và nó vẫn còn là đang đói.